Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, Pamela Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã làm cho mình được một bộ giáp của Iron Man. Và với bộ giáp này khi mình mặc full vào á thì mình còn có thể bay nữa cơ. Nó rất là xịn và còn có một kỹ năng phun lửa nữa. Chẳng hạn như vậy. Phun lửa ra. Búp. Đó, cháy một đường cũng khá là to á. Cái này dùng để tấn công tầm xa là chính thôi các bạn ơi. Rồi, và trong thời gian đi khám phá thì mình có nhặt được một ít cái mảnh vỡ thiên thạch nè, những cái meteor chip. Và các bạn có chỉ mình cái này khi mà mình nung ra thì nó sẽ... Ủa được nè, hình như khi mình nung ra nó sẽ tạo thành những cái meteorite ingot thì phải á. Không biết có đúng không ta, để mình thử nung ra nhiều nhiều một xíu coi. Rồi, thiệt nè, meteorite ingot. Và với cái này thì mình có thể làm được một bộ giáp từ meteorite cũng như là một cây cúp meteorite luôn. Hay là bây giờ mình sẽ làm thử cây cúp này coi coi nó sẽ như thế nào nếu khi so sánh với cây cúp ultimate của mình á. Cúp này thì được hiệu sức 5 và gia tài 5 luôn, rất là xịn. Rồi, bên đây thì nó đang nung nữa ha ta. Nếu mà dùng 3 vậy là còn tới 29 lận dư sức làm một bộ giáp luôn. Để bây giờ mình sẽ lấy ra một ít cái sắt cái đã. Rồi, sau đó cho vào bàn chế tạo theo công thức giống như vậy thì mình sẽ được một cây cúp meteorite. Và trong thời gian với 2 tập thì mình cũng có mở rộng cái phần bên trong này nè, khai thác hết số khoáng sản để có được một cái căn phòng cũng gọi là to to một xíu, để sắp tới mình còn xây dựng căn cứ phía dưới nữa. Và mình cũng có làm một số cái rương để chứa đồ bên trong và lò nung nè, để mình nung những cái loại khoáng sản ra. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử coi tốc độ đào của cây cúp meteorite này nó sẽ như thế nào. Ui. Ê, các bạn có thấy cái gì không? Nó tự hút đồ vô mình. Kiểu như cây cúp 500 vậy á. Ui. Nó được hiệu ứng magnet nè. À, thảo nào. Wow, thích nha. Cái này đào là không sợ đồ rơi xuống lava luôn á. Cái này chắc mình phải cất vô mới được. Cái ba lô mình đã mất tiêu rồi. Đây, mình sẽ cất cây cúp này vô ba lô ngay vị trí này đi, để có gì mình còn thay đổi giữa các cây cúp á. Rồi, và lấy cây cúp magnet ra coi. Thích nha. Thì ra công dụng của nó là giống như 500 vậy đó các bạn ơi, giúp mình có thể tự nhặt lại đồ luôn. Wow, để mình test thử coi nếu mình đào từ trên xuống thì nó có nhặt được không nha. Nè, kiểu như vậy nè. Đào thử. Nó hút lên luôn. Xịn thiệt sự các bạn ơi. Được. Và bây giờ mình sẽ nung một mớ khoáng sản khác nữa nha. Nếu nung đồ thì mình chỉ cần cho loại khoáng sản phía trên này thôi. Và sau khi nung thì nó sẽ cho xuống cái rương ở phía dưới. Còn than thì mình phải cho vô thủ công á. Tại vì cái này mình không có thiết kế cho nó tự cho than vào được các bạn ơi. Trong này còn nhiều khoáng sản quá trời nè. Và cái bàn chế tạo của Iron Man á, mình cũng đem xuống dưới này, để sắp tới khi nào cần thì mình còn chế tạo luôn. Rồi giờ thì mình sẽ trở lên trên để coi coi mấy cái kia nó nung xong chưa. Rồi sau đó thì mình sẽ chế tạo một bộ giáp từ meteorite xem như thế nào nhá. Và hình như bộ giáp đó nó cũng có chung cái hiệu ứng giống như cây cúp thì phải hay sao ấy. Để mình kiểm tra thử nhá. Đây, mình sẽ làm trước cho mình một cái nón nè. Nhưng mà nhìn nó khá là đẹp các bạn ơi. Ừ đúng rồi, nó cũng có mắt nét nè. Phía trước nó còn có phần trang trí, nhìn rất là đẹp mắt luôn á. Được, làm thêm cái áo coi. Wow, bộ giáp này không biết có mạnh không nữa nhưng mà mình thấy là nó khá là đẹp đó. Rồi, thêm cái ổn nè. Vậy là full một bộ có hiệu ứng mắt nét luôn. Mặc vô thử xem coi. Nhưng mà giáp của nó thì không được cao nha. Nó nhìn về ngoài thì khá là đẹp nhưng mà về giáp thì nó không được cao. Và khi mình đập cái này thì... Đó, các bạn thấy hiệu ứng mắt nét có lợi chưa? Nó sẽ tự hút đồ vô các bạn ơi. Đó. Cái này được nè. Được á. Nhưng mà khi mà cái này thì mình không thể dễ dàng khám phá. Cái này chắc mình chỉ chế tạo để dành sưu tầm thôi, chứ sử dụng trong việc đi khám phá thì nó cũng không tiện lợi đâu. Rồi giờ thì trở lại với bộ giáp của Iron Man thôi nào. Giáp này thì mình sẽ cất vô trong sắp tới rồi trưng bày sau nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình. Đó chính là đi xuống dưới địa ngục để farm một vài thứ cần thiết cái đã. Và khi xuống dưới thì mình cần có cánh cổng địa ngục. Nhưng không, ở đây mình chỉ cần một bé Nether Portal thôi. Cái này mình nhặt được từ trong một cái pho tượng á. Để bây giờ thì mình sẽ test luôn. Vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Rồi, ở đây mình có mấy cái loot bag ở tập trước nè, chưa có mở. Để bây giờ mình sẽ mở nó luôn.
Được một cái đá linh hồn, một kim cương, quần sắt và loli, lấy loli thôi, vứt cái quần sắt đi và một cái lướt bát nữa. Cho thêm mắt diệm thạch, loli, ruby nữa hả? Hình như ruby ở trong kia mình còn một ít thì phải hay sao ấy. Kiếm ruby hình như tới 20 đam lận, để mình kiểm tra lại coi có phải không nhá. Đây được 2 viên ruby nè. Đúng rồi. Nhưng mà giờ mình có kiếm Ultimate rồi á. Nên thôi, kiếm ruby thì để dịp khác mình chế tạo đi, chủ yếu là dùng kiếm Ultimate. Rồi giờ thì mình sẽ đi xuống cánh cổng Nether thử nhá. Cái này á thì mình chỉ cần ấn chuột phải thì nó sẽ dịch chuyển xuống Nether và nó sẽ ăn cái hạt hắc diêm thạch nè. Đây mình sẽ tạo ra thẳng nha. Rồi, dịch chuyển xuống Nether. Được luôn. Ủa nhưng mà sao dưới này tôi thua vậy? Ồ. Tới rồi nè, tới Nether rồi nè các bạn ơi. Ui và Nether dưới này coi coi có cái. Ui có con mấy con Kyuubi. À mấy con. Con hồ ly nè, mấy con này giống như con hồ ly vậy và nó rơi ra rất là nhiều redstone luôn. Ê xịn nè, cái mình có thể farm redstone từ những con này á các bạn ơi. Mà mình có bộ giáp Iron Man rồi nên không có bị cháy á vì có hiệu ứng ngăn lửa nè. Được thật sự mới xuống có tí xíu thôi mà farm cả đống redstone với than luôn. À, được đó nha. Ngoài ra thì mình còn có thể bay nữa cơ nên dám khám phá dưới này nó cũng không có quá khó khăn đâu. Ây da. À, con kiến hỗn xược này. Sét đánh các người nè, dám chống chống hả? Cho các người biết mùi sét đánh là như thế nào. Nhưng mà hình như nó nổ banh cái khói quặng kia rồi. Chết rồi, nó nổ nổ banh mấy cái này là quặng gì ta? Để mình kiểm tra lại coi. Cái này là quặng lava farm hả? Cái này có nung ra được không? Ây da. Mấy cái con này để mình bây giờ mình sẽ thử đào mấy cái quặng này rồi đem về thử coi có nung ra được không nha các bạn. Mấy con kiến này một hồi chắc ha mình theo quýnh cho nó chết quá cả đàn kiến luôn. Kiến nè, kiến lửa. Ui. Ủa dân làng cừu nè, shipman, người cừu, người cừu kiểu như thợ rèn các bạn ơi, vác nguyên cái đe luôn. Lực vậy, trời ơi, vác nguyên cái đe mà chạy cười cười luôn kìa. Né né ra để tôi dùng cây gậy giám sát nè. Sét đánh nè, mấy con kiến hỗn xược. Cắn người sát nấp, cắn người sát nấp nè. Còn dám chống nữa hết. Ui, vẫn còn nè. Trời ơi, cái đàn kiến này to vậy. À, mình biết rồi, 2 con kiến, 3 con kiến lửa kế bên. Hảo nào. Nên thôi thôi thôi, kệ đó đi. Giờ mình sẽ qua đây coi coi còn loại khoáng sản nào khác không nhá. Vì trong đây á có rất là nhiều loại khoáng sản khác nhau mà mình tìm trên Vanilla thì thấy có một mớ thôi à. Để xuống Nether tìm thêm cái đã. Phải chi giờ mình gặp được cái tòa thành Nether thì hay nha. Rồi và phía bên này có mấy con heo ho. Ui, định cắn hả? Định cắn hả? Định cắn ai? Định cắn ai? Định cắn người sắt hả? Nó ra những cái Town of Dog nè và dùng để chế tạo cái bùa gì đó các bạn ơi. Trong đây còn có bùa ngờ bùa ý một con Batman và một cái tòa thành. Được được nha. Ui Batman bị cháy kìa. À mấy con Batman hỗn xược này ta sẽ đốt các người đó, mình sẽ đốt nó bằng bộ giáp của Iron Man nhá. Iron Man có thể phun lửa luôn á. Đây đốt người nè nhưng mà đốt nó không có xi nhê cho lắm các bạn ơi. Để mình dùng kiếm mình chém nó đi cho nó nhanh nhá. Ui, nó cắn mình, nó cắn mình. Người dám cắn ta. Dám cắn ta nè. Ui, nó rơi ra độ kìa. Một cái xẻng Ultimate. À không, không phải cái xẻng Ultimate các bạn ơi. Cái xẻng gì á. Để mình nhặt vô thử coi. Quá trời đồ luôn. Được một cái. Cái này cái gì đây à, không biết nữa. Được một bé pet magma cube nè. À, được một cái Palladium Core. Badger Pew gì nè. Cái này chắc là dùng trong công thức chế tạo hay sao ấy. Và một cái xẻng Rizarai. Cái này tăng tốc độ đào hả ta? Để mình vứt cây xẻng Ruby đây. Chắc cây xẻng này sẽ xịn hơn nè. Nó tăng thêm cái tốc độ đào dưới nước luôn. Một cái cây gỗ. Đứt bát thì mình sẽ mở luôn đi. Coi coi phía trong này sẽ có gì nhá. Mở thêm cái nữa. Ý ba lô người ai gần rồi em nè. Ba lô của người sát các bạn ơi. Được được đó nha. Rồi giờ thì mình sẽ qua bên kia để đánh nốt mấy con Batman còn lại cái đã. Để không thôi nó bị chết cháy nữa thì mình không có lấy được đồ các bạn ơi. Cái gì? 3 con một lượt. Nè 3 con đứng yên một chỗ nè. Mình sẽ đơm hết 3 con luôn. Ý chết rồi. Ui chết đánh nhầm.
Tính nhầm mấy anh Zumbai Big Man nữa chứ. Chết thiệt không. Bây giờ mấy anh Zumbai Big Man đang hay giận mình á. Ui, đừng đừng có mắc đồ nha. Ui. Zumbai Big Man cưỡi con heo Zumbai kìa. Wow. Ê, con heo Zumbai kìa các bạn. Ui, xịn thiệt nha. Dưới này nhiều cái lão à. Ê, nó rơi ra cái máy gì nè. Ủa, nó rơi ra cái máy gì đó các bạn ơi. Hero Maker, một cái bàn chế tạo của siêu anh hùng. Ui mấy con heo này nó cắn đau vậy. Mấy con heo này hổn ghê luôn á. Ui ghê ghê quá trời đồ nè. Để mình kiểm tra lại coi. Để mình vứt bớt đồ vô ba lô nha. Hero Maker bỏ vào trong nè. Một cái quần của Hockey. Ui được được. Ba lô cũng cắt vô. Được một cái rocket hay gì vậy. À, ba lô thì không cắt vô được rồi. Missile. Cái này giống cái bơm vậy ta. À, không, cái quả tiễn á. Nhìn giống quả tiễn cực luôn. Một cái chìa khóa nè. Skin Blade là cái gì ta, dùng để chế tạo cái gì? Skin Table hả? Để một xíu mình về mình sẽ kiểm tra thử nha, coi nó sẽ làm gì. Đá linh hồn cất vô luôn nè. Một cái nón Iron Man thế hệ 15. Bebet Yacht nè. Ui trời ơi. Mấy con này gây ra đồ nhiều quá trời luôn ý. Dưới này còn không? Dưới này có vẻ hết rồi. Hình như bên đây vẫn còn mấy con nữa nè. Đúng rồi, bên đây vẫn còn đồ. Suốt đây tao hồi một farm đồ luôn các bạn ơi. Để mình vứt bớt những thứ không cần thiết đi cái đã. Ui được đồ áo của Red Hood luôn. Được áo của Red Hood nè. Quần của Nightwing. Thêm một cái quần nữa nè. Quần qua đây. Batgirl. Hình như Batgirl mình được cái nón hay cái áo gì rồi á. Còn cái khối vàng vàng này là có gì vậy? Yellow Aqua Stone. À, cái đá biển vàng. Được được. Rồi giờ mở thêm mấy cái loot bag để tìm thêm đồ nè. Ui tính ra xuống dưới này á, tìm được quá trời đồ xịn luôn á các bạn ơi. Và cái này là spawn ra con Nightmare hả? Ok chịu hồi ra quýnh nó thử luôn coi nó như thế nào. À mấy con này. Mấy con này. Mấy con Nightmare nè. Dăm ba con Nightmare. Và nó sẽ rơi ra cái này là Nightmare Scale. Úi bên đây vẫn còn nữa nè. Trời ơi nhiều đồ vậy. Được một cái logo của Superman. Wow, cái xẻng đá không cần. À, bước ra đi. À, cái này không cần. Một cái nón. Ê, cái nón của, giống nón của Mario vậy. Rebusor, cái này hình như của Iron Man đúng không? Đúng rồi. Cái này dùng để chế tạo đồ của Iron Man nè. Cái quần của Batman. Một cây kiếm kinh nghiệm. Thêm một cái nón gì nữa kìa. Ui, xuống đây farm đồ hay thích thiệt luôn á. Quả thật không uổng công mình xuống dưới địa ngục các mọi người, mới xuống có tí xíu đánh có vài con Batman nè mà được quá trời đồ siêu anh hùng luôn nè, đỡ phải chế tạo á, mấy bộ đồ siêu anh hùng này chế tạo rất là mắc luôn. Rồi và giờ mình còn một vài cái loot bag để mình mở nó kiểm tra coi biết đâu trong này lại có thêm những thứ cần thiết cho mình thì sao. Nhưng mà toàn ra mấy nhẫn không mà. Không hiểu sao để ra đây mở ra toàn ra nhẫn không á. Ok để bây giờ mình sẽ ghé qua cái tòa thành Nether này nè để farm ít cái bột quy lửa nhá. Ui đằng kia có con. Cái gì? À, con skeleton mà Wither nó mà baby kìa. Ui nhỏ xíu luôn á. Ở quýnh á, thì mình sẽ bị mù lò một tí và rồi ra cái đầu Wither. Ui được 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 còn gắt baby nữa. Mình sẽ phun lửa con gắt này mới được. Nhưng mà xa quá mình phun không tới các bạn ơi. Xa quá hả? Ui nó nhỏ mà sao nó sung vậy. Phóng liên tục luôn á. Ui, sung nè. Sung nè. Rồi ui. Rồi luôn. Nó rớt xuống dưới lava luôn. Cả đống nó mắc gát rơi xuống luôn á. Nhìn mà tiếc gì đâu á. Nhưng mà thôi, có được cái đầu Wither mang về là vui rồi. Hôm nay mang về toàn là đồ xịn không nha. Rồi kiếm Tiger thì mình không cần đâu, nó khá là yếu ấy. Rồi kiếm kinh nghiệm thì sưu tầm cũng được, vì đây là một trong những cây kiếm chế tạo bằng những cái lọ kinh nghiệm lận á. Ok, sưu tầm luôn đi. Cúp kim cương mang về được nè. Loot bag thì mở nó hết luôn để đỡ trốn chỗ. Rồi mấy thứ như này thì có thể vứt nè. Sẽ vứt, kiếm này vứt luôn. Rồi và tiếp tục đi thôi. Trong kia là cái spawner của con Blaze. Mình cần tìm những cái rương á, mà rương thì thường thường là nó ở phía bên trong cơ. Hoặc là gần gần mấy cái cầu thang á, không biết cái này có đường lại gần cầu thang không nhờ. Đằng này có con một một con skeleton. Có cùng tên, không lấy gà dùng mà cầm kiếm nè.
Rồi coi hướng này coi. Hướng này là đi qua bên kia rồi. Vậy là chắc đi lên trên tầng 2 các bạn ơi. Và trên tầng 2 này thì Ủa cái tòa thành này nhìn kỳ vậy. Có vẻ đây là cái tòa thành nhỏ rồi các bạn ơi. Chắc đây là cái tòa thành nhỏ rồi. Ủa đáng tiếc ghê á. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao nó cũng cho mình những con. Úi, chưa đâu chưa đâu, bên đây vẫn còn nè. Ủa bên đây là thêm một cái tòa thành nữa. Và cái tòa thành nó có vẻ đồ sộ hơn cái tòa thành cũ nha, rất là nhiều. Wow, có con Wither Skeleton kìa. Và đằng này có mấy mấy bác người cù nè. Shipman. Ui, nó cũng giống như một dân làng vậy á. Wow, đổi kiếm CS. Candy Thunder. Kiếm kẹo sấm sét hả? Ui, thêm một cây kiếm kiếm kẹo nữa nè. Có một Emerald thôi. Nhưng mà mình không có Emerald bên trong người nữa. Ui, phải chi mình có, mình đổi về thử test thôi công dụng của cái kiếm kẹo đó như thế nào. Biết đâu một cây kiếm mà mình có thể ăn thì sao? Tại vì đó là kẹo mà. Và mình đang bị đói hả? Để ăn miếng bò bít tết coi. Rồi sau đó tiếp tục khám phá cái tòa thành này. Để mình kiểm tra coi trong cái rương dưới tòa thành này á, nó có đồ xịn không nhá. Biết đâu được trong rương dưới này, ý, nó có mấy cái bộ đồ xinh thùng thì sao. Và đây là một cái con gì đây? Ui, nó rơi ra một quy lửa nè. Và một cái lướt bát mở ra thử luôn. Có kim cương, lưu ly và thuốc súng nữa, cũng khá tốt đó. Rồi giờ thì mình sẽ khám phá nốt chỗ này luôn nhá. Có đường xuống không? Không có đường xuống, mình đào vô luôn. Và có một con Blaze ở đây nữa nè. Farm thêm gậy quy lửa thôi. Rồi được bao nhiêu rồi? Được 3 cái hả? Khá là ít nha. Xuống đây chứ coi. Ui có rương nè. Đây là thứ mình cần. Và có yên ngựa với sắt thôi à. Ôi chắc có vẻ rương dưới này nó, ui trời ơi, rương dưới này nó không có đồ xịn rồi các bạn ơi. Cũng giống như bao lần trước á, xuống đây chỉ chủ yếu là tìm được yên ngựa thôi với vàng á. Và đằng kia có búa địa ngục kìa. Để mình lấy búa địa ngục trước cái đã, phục vụ vào việc chế tạo thuốc á. Một vài bộ sáp siêu thùng thì nó cũng cần đến việc có những loại thuốc kèm theo á, nên mình cần phải lấy búa địa ngục này để về farm và để dành sử dụng luôn. Và phía kế bên có một cái rương có 3 viên kim cương. Xịn thiệt sự luôn á, đỡ phải đi đào. Và hết rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ lên trên để farm thêm một vài con play trước khi trở về nhà nhá. Rồi sau đó tiếp tục công việc trong ngày hôm nay thôi. A few moments later. À, trong lúc đang tìm những con play để farm thì có một con grass nó bắn mình nè. Chóng chóng mà. Và có rơi ra không? Ui rồi luôn, nãy mình thấy như có nước mắt grass rớt vô cái lắm lửa rồi. Xui gì ta, không nhặt được cái nước mắt gas nào mang về luôn. Trời ơi, buồn thiệt ra chứ. Rồi ok, giờ thì mình sẽ tiếp tục với công việc farm thêm play thôi các bạn ơi. Ở đây có cái rương nè. Wow, cả đống giáp ngựa kim cương luôn ta. Cái này có thể nấu ra không? Không có nấu ra được. Nhưng mà vứt nó không lấy nó thì cũng thấy tiếc á. Ok, chắc bây giờ mình sẽ miễn cưỡng lấy thêm 2 cái yên ngựa kim cương đó về nhá. Biết đâu một ngày nào đó mình lại cần thì sao, đúng không? Rồi giờ thì tiếp tục đi khám phá trong này một tí nữa coi. Tại vì đây là một cái tòa thành khác á. Cái này không có rương. À đây đây đây, có rương nữa nè. Kiểm tra 3 viên kim cương nữa. Nhiều kim cương dữ vậy. Cái này thì chắc phải mang về, vứt ổn lắm. Rồi và đi về hướng còn lại coi, chắc cũng gần hết rồi đó. Thêm một cái rương nữa nè. Giờ tới liên khúc rương và thêm kim cương. Ui có kim cương, cái có cả đống kim cương luôn á. Hết rồi. Ok, nãy giờ thì cũng tìm được cái kim cương dưới này rồi đó nha, bù cho cái việc đi mai đó. Và này là những con, ui trời ơi, ui nó quýnh một cái bị đẩy lùi luôn chứ. Này có redstone nhặt vô được nè. Phía dưới như có than nữa hay sao ấy. Ừ đúng rồi. Rồi giờ thì mình sẽ trở về. Ý. Baby whip beam angle. Ê. Ui. Các bạn có thấy mấy pho tượng không? Nó có một cái công năng đặc dị, đó chính là dịch chuyển mình đến một nơi ngẫu nhiên á. May mà mình biết bay thôi, lỡ mà nó dịch chuyển mình xuống giữa cái hồ lava mà không biết bay nữa, con nước chết cháy quá. Mấy con đó đáng sợ ghê luôn á, mình đánh nó không được các bạn ơi. Nó cứ sao sao ấy, dịch chuyển nhanh cực luôn. Và này có một cái lucky block nè. Đập ra một cái. Cái đống sách enchant luôn á, cái này enchant có nước gãy đe luôn thì thôi. Và cuốn này
chắc mình sẽ lấy hết về luôn nha. Chắc đây cũng là những cuốn sách anh chan tốt á. Ồ, được được được, chậm hỏng nè, sắc bén nè, đẩy lùi nè, chậm hỏng nữa, giảm xương ghi rơi. Ồ, toàn là những quyển sách anh chan tốt thôi. Được thực sự. Rồi nãy giờ khám phá cũng khá là lâu rồi á, mà mình cũng không tìm thêm được những con Pac-Man, nên chắc mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi, bằng cách sử dụng cái cánh cổng đè đờ này và hồ biến. Rồi, mình đã trở về rồi đây. Nhưng mà bên ngoài, nó đưa mình lại chỗ ban đầu luôn nè. May thiệt á. Trời cũng đang mưa tầm tã luôn. Để mình vô trong, mình dọn dẹp đồ cũng như là trú mưa một xíu nha. Đợi khi nào tạnh mưa rồi mình sẽ bắt đầu cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay. Và sau chuyến khám phá dưới Nether thì mình đã mang về được rất là nhiều đồ xịn luôn, từ những giáp siêu anh hùng này cho đến một cái bàn chế tạo của siêu anh hùng luôn. Giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt bớt đồ vô bên trong cái rương này để dành sắp tới mình sẽ sưu tầm hết những cái bộ giáp siêu anh hùng nha. Và có một cái nón, ý ui cái nón này như có thể, cái này là của Flat đúng không? Ui chưa 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 chưa. Right click, nó kêu mình ấn chuột phải mà. Ý, ui cái này là biến hình của Flash nha. Ấy, ô, mình tự nhiên mình có được cái chiếc nhẫn của Flash luôn. Wow, kiểu này đây là chiếc nhẫn biến hình, nó ấn một phát biến hình thành Flash và mình có thể chạy không? Mình được hiệu ứng Speed Force hả? Spot nó như thế nào ta? Không biết nữa. Nhưng mà coi này, wow, mình đã biến thành Flash rồi, không cần phải chế tạo bộ giáp luôn á. Xịn thiệt sự. Nhưng mà cái kỹ năng của Flash như mình dùng không được các bạn ơi. Flash là một siêu anh hùng có thể nói chạy rất là nhanh luôn. Nhưng mà sao ở đây mình chạy trong rì vậy ta? Mình thấy chỉ nhanh hơn bình thường có một xíu à. Để từ từ mình sẽ nghiên cứu lại cái kỹ năng của Flash sau nhá. Không ngờ chiếc nhẫn này lại có công dụng là biến thành Flash cơ. Wow, coi các bạn coi mình biến siêu anh hùng trong giây lát luôn á. Được được nha, cái này thì chắc mình sẽ mang bên cạnh ba lô đi, kèm theo với chiếc ô tô biến hình. Rồi giờ thì trở lại với bộ giáp của Iron Man. Ý nhưng mà nó đang bị hỏng rồi, chắc mình phải sửa lại nó quá. Ủa nhưng mà kinh nghiệm mình đâu mất tiêu rồi ta? Ủa mới về cái nó mất hết kinh nghiệm rồi. Hay là bị lỗi nha, để mình thoát ra vào lại coi coi nó có lại kinh nghiệm không nha. Chứ tự nhiên giờ mình hết kinh nghiệm làm sao mà mình sửa lại cái áo giáp này được. Rồi mình đã vào lại rồi các bạn ơi, và kinh nghiệm đã trở lại với mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào trong này để bắt đầu sửa lại cái áo giáp nha. Enchant cho nó dòng chậm hỏng đi, để mình có thể sử dụng được lâu hơn. Rồi cái nón thì cũng có chậm hỏng nữa nè. Unbreaking, sửa lại một cái. Ui tính ra mình vẫn đủ kinh nghiệm để ép thêm một vài dòng nữa. Nhưng mà thôi đi, đợi khi nào mình có thiệt là nhiều những kinh nghiệm rồi mình sẽ ép hết những dòng xịn sau nhá. Giờ thì chỉ ép đơn sơ như vậy thôi để có thể tiếp tục sử dụng. Và sau khi tham khảo công thức á, thì mình thấy trong đây có một bộ giáp siêu anh hùng khá là dễ làm luôn. Đó chính là bộ giáp của đâu rồi, đây đây, Red Hood nè. Cái áo á, thì mình chỉ cần sơ sơ những cái Glow nè, da bò với Red Diamond thôi. Còn phần nón thì mình cần có những ruby á. Mà ruby thì trên này mình có tới 20 viên lận dư sức mà làm nè. Rồi Black Iron thì mình cũng có luôn. Rồi còn gì nữa, còn những hai tag Electronic nè. Cái đó thì càng có nhiều nữa cơ. Rồi vậy là mình đã có đủ công thức để làm được cái nón luôn á. Để bây giờ mình coi coi mình có thể ấn nhanh trong đây không. Làm được trên bàn chế tạo luôn nè. Wow, được thiệt sự nha, nhưng mà hình như theo đúng chuẩn của nó thì mình phải làm trên cái bàn ấy cơ. Cái bàn chế tạo của siêu anh hùng á, nhưng mà thôi nếu làm trên bàn chế tạo thường thì mình sẽ làm trên đây luôn. Còn cái bàn chế tạo siêu anh hùng thì mình sẽ đặt xuống phía dưới này. Đây thay thế do vị trí của cái stack workbench đi. Bật lên cái nè. Nhìn máy tính hơi bị xịn luôn á. Rồi giờ thì đến công thức cái quần thôi. Cái này thì nó cần có những cái khối sắt đen, mà ở đây thì mình có thể làm ra thêm được một khối nữa. Theo công thức giống như vậy nè. Nhưng mà nó còn thiếu nha. Còn thiếu cái phần glow. Và cái gray glow này thì kết hợp từ light gray wool và chỉ thôi, cũng khá là rẻ. Nhưng mà len thì chắc mình phải farm thêm rồi. Bây giờ là tới cái hành trình đi cắt len cù rồi đó các bạn ơi. Đây giờ mình sẽ làm thêm một ít cái khối sắt đen nữa cái đã. Tại vì công thức cái ổn nó cần những cái khối sắt đen á.
khoảng 2 cái khối. Rồi sau đó đặt theo công thức giống như vậy. Đó, mình đã được cái giày của Red Hood rồi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi cái quần thôi đúng không? Nên bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình đi cắt lông cừu thôi các bạn ơi. Và để cắt được lông cừu thì mình cần có một cây kéo nè. Sau đó chế tạo giống như vậy. Đó, giờ thì bắt đầu lên đường cắt lông cừu thôi. Úi, trời tối luôn rồi. Được. Mình rất là thích khám phá vào trời tối biết sao không? Tại vì lúc đó sẽ có rất là nhiều con quái vật mà ban ngày nó đâu có xuất hiện được đâu. À, mình có thể gặp nó và tiêu diệt nó luôn. Với lại mình sẽ farm thêm được đồ á. Ở tập trước mình chưa có kịp khám phá cái pho tượng này nè. Để ngày hôm nay mình sẽ vào trong và khám phá thử nha. Khám phá pho tượng thì nó cũng hên xui lắm. Cái có cái không thôi à. Cái có đồ hay không á. Ôi những cái này là nó không có đồ nè. Buồn luôn, gặp pho tượng bỏ hoang rồi. Không có cái gì bên trong hết luôn á. Kể cả rương này luôn nè. Ý, có. Nó có đồ, nó chính là những cái len. Đúng rồi ha. Mình có thể lấy len mà. Không biết trong này nó có len xám không ta. Ý chết rồi, hình như nó không có len xám các bạn ơi, nó có len đen thôi hả. Không có len trắng luôn. Ý, đây. Trên đây có len trắng nè. Được quá ta. Không cho cái này thì cho cái khác cũng được. Ok, bây giờ thì mình sẽ lại đây và lấy những cái len nhá. Được 4 len trắng rồi. Bên này không biết cái đó là cần bao nhiêu ta. Để mình xem lại công thức cái đã. Cái quần này là cần 4 cái glow hả? Cái gì là chỉ cần có 4 len trắng, 4 len xám thôi. Vậy là mình đủ rồi á. Đúng không? Ừ, đúng rồi, chế tạo một lần mình sẽ được 4 cái lần á. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi kiếm thêm mực nhá. Úi. Những con khủng long. Khủng long máy móc. Mình không có đem theo cái phần cái gì ta, cái đó là redstone. Phải chứ mình có đem theo redstone hay biết mấy. Quên đem nó rồi, thiệt tình luôn á. Lúc có thì nó không xuất hiện, mà lúc không có là y như rằng nó xuất hiện trước mặt á. Cay thiệt sự luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cái này có làm được gì không? Không có công thức gì ta, mình sẽ vứt đi. Rồi và mình sẽ trở về nhà để lấy xương á. Sau đó đổi thành bột nhộm nè. Và kết hợp với phần túi mật này để là tạo ra màu xám. Chứ bây giờ đâu có cái hoa màu xám ở đây đâu để mình đổi ra bột nhộm á. Ý, màu xám hả? Chưa. Màu xám. Nè. Ui quên nè. Mấy cái hoa này nó vẫn có thể đổi ra màu xám nè. Được thiệt sự. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu đổi hoa màu xám ra luôn. Ủa đổi thành len màu xám luôn nè. Ủa gì là được rồi. Giờ thì làm luôn ở đây cho nóng thôi. Hình như đặt theo hình như vậy. Đúng không? Chuẩn. Sau đó kết hợp theo công thức giống như vậy. Ui. Vậy là mình đã làm được bộ giáp của siêu anh hùng Red Hood rồi. Được thiệt sự các bạn ơi. Và mấy anh này vô nhà đi. Trời ơi có mấy con vua nè mà nhìn nó hoài. Ok, nên mình sẽ tiếp mấy anh hiệp sĩ tiêu diệt mấy con vua nhá. Mấy con vua này dám phá làng. Phá làng nè một con. Còn con nào nữa? Nhồi lên là mình tiêu diệt hết. Nhồi lên nè. Quýnh nè. Quýnh mấy anh hiệp sĩ nè. Mấy anh này bắn hình như không trúng hay sao ấy. Hổng ra mình thấy bắn miết ra đây bỏ làng mình qua đây canh luôn á. Không có giết được mấy con vua này. Thiệt cái tình luôn. Hay là bây giờ mình phải bơi cái đống đất này nó mới chịu bỏ ta. Ây da, mấy con này nó ưa ăn cắp đồ lắm nhá. Đó. Mất tiêu cái ủng người sắt rồi. Ui chết. À đây cái ủng đây. Ui đó các bạn thấy nguy hiểm chưa. Mấy con này nó biết ăn cắp đồ ấy, đừng đùa. Ui da, cứ ăn cắp đồ hả. Hay là mình dùng sét đánh nhờ. Mà mình dùng sét đánh thì nó sẽ gây sát thương cho mấy anh hiệp sĩ nữa. Ok, tạm thời thì mình sẽ vào trong nhà trước đi, rồi sau này mình sẽ tìm cách tiêu diệt mấy con đó mà không ảnh hưởng tới mấy anh hiệp sĩ sau nhá. Giờ thì mình sẽ bắt đầu mặc full set đồ của siêu anh hùng Red Hood vào xem như thế nào các bạn ơi. Rồi xuống dưới này để dễ dàng test luôn nè, tại vì dưới này nó rất là rộng rãi cho mình test á, kể cả ban đêm. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu trang bị vào nhá. Đầu tiên là cái phần nón nè. Một phần nón thì nó gần lấp đầy cái ống sáp luôn. Vẫn để lộ cái phần tóc và cái phần mũ của mình. Rồi đến cái áo nè. Bộ giáp này đặc biệt là có được cái bao tay luôn nhá. Cái bao tay kìa cũng khá là đẹp. Và tới cái quần nè. Cuối cùng là đôi ủng. Ui được quá trời hiệu ứng nè. Sức mạnh. Cái steel này là gì ta. Ui được tốc độ nữa. Ý khi mình chạy nhanh nó cho mình thêm hiệu ứng gì á. Và bộ giáp này
hình như không có skill rồi. Tiếc vậy ta. Nhưng mà về bằng giáp thì nó sẽ cho mình lắp đầy cái ống giáp luôn á. Wow, được thiệt sự luôn. Ok, bây giờ mình sẽ test khả năng thực chiến của nó bằng cách lên trên và tìm thêm quái vật và chiến đấu nha. Đây, trở lên trên nè. Rồi, tìm một con. Ôi, cái này là hiệp sĩ, không test được. Test là mấy ảnh đuổi mình ra khỏi làng, không cho mình sống chung á, nên đâu có được đâu. Rồi, nếu mà mình có cái nhẫn ở đây nè, mình đang mặc set đồ này thì mình có thể biến hình được không? Không được rồi, bắt buộc là mình phải sao ta, cởi hết giáp ra thì mới có thể biến thành The Flash được các bạn ơi. Hơi tiếc nhờ, phải chi mình có thể vừa mặc được bộ giáp siêu anh hùng này và muốn chạy nhanh thì có thể biến thành The Flash để tăng tốc độ chạy á. Như vậy thì nó sẽ tuyệt hơn, nhưng mà có vẻ hơi khó đối với mình. Thôi 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 thôi, chưa bị móc cái quần ra, ủa cái ủng ra. Mấy cái con dung nó nguy hiểm lắm, đi là phải để ý mới được, mỗi lần nó quýnh là phải kiểm tra lại đồ liền. Rồi vào hướng bên này coi coi. Ủa sao không có mấy con quái vật ta? Ok, để bây giờ mình sẽ tìm một con quái vật nào đó để mình test thử cái sức phòng thủ nha. A few inches later. Ui, ở đây có con nhện và cái anh người lùn nè, để cho nhện cắn thử coi. À, bộ giáp này khỏe lắm các bạn ơi, con nhện cắn không xi nhê luôn. Nhưng mà độ bền thì mình nghĩ nó sẽ không được cao á, tại vì hầu hết nó đều chế tạo từ len thôi hả, nên cần phải lưu ý. Được á nha, được á nha. Và cái này còn có tăng tốc độ chạy mỗi lần mình ấn chạy nhanh nữa chứ, nên cũng có thể sử dụng nó trong việc đi khám phá đó. Và đây có cừu nè. Chắc mình sẽ không giết đâu, tại vì sắp tới mình cần phải dẫn cừu về nhà nữa cơ. Và đây 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 đây, Creeper hả? Ê, chết chết chết. Ui. Quên. Bộ giáp này không có kháng lửa, con Creeper nó bắn một hồi chết cháy ấy, đừng đùa. quên mất. Thiệt tình. Úi, cây kiếm biết bay. À, cây kiếm tàng hình. Hình như có ai đó tàng hình cầm cây kiếm này quýnh mình hay sao ấy. À dạ dạ, con Skeleton bắn nhanh vậy. Nè. Úi, chẳng lẽ mình... Ủa, mình phải đánh cây kiếm cơ. Trời ơi, cây kiếm mà cũng biết... cũng tự di chuyển lại đánh mình được nữa. Bó tay thiệt luôn. Có vài cái lướt bát nè, để giờ mình sẽ thử mở nha. Coi coi nó sẽ rơi ra cái gì. Spider Robot Kit nữa. Ok, mình sẽ vứt những thứ không cần thiết đi và mở thêm một cái. Ok, vậy là xong rồi. Giờ mình sẽ thử dùng cái Robot Kit này thêm một lần nữa. Và các bạn có nói cái này hơi cửa hả ta? Coi cái phần đầu mình kìa, găm ngang giữa đầu mình luôn chứ. Thiệt tình, tên Skeleton kỳ cục ghê á. Rồi giờ thì thử dùng cái Robot Kit nè. Đó, tạo ra một con nhện robot đúng không? Và leo lên thử coi. Ui, được nè các bạn ơi. Wow. Ui, leo lên được nè. Ui, xịn nha. Ui, ui ui. Coi các bạn, coi cái chân nó kìa. Đi đến đâu chết, chết bò tới đó luôn. Ui, con robot này chắc nó sẽ quỷ hoại thế giới này quá. Ui, đằng kia có con nhện cũ của mình kìa. Không biết mình đi ngang, nè coi nè, đi ngang đang bò chết ghê hết nè. Con robot này nguy hiểm lắm các bạn ơi. Nè, mình đi ngang thử con robot cũ mình coi. À, không xi nhê. Chắc tại con robot cũ mình nó cứng cáp quá nên không có gây sát thương được. Nhưng mà mấy con bò là nó dính một cái bước chân của mình thôi là nó ngụm cô tỏi liền luôn. Đó. Cái phần hay là cái phần đầu nó ăn thịt ta. Đó, các bạn để ý phần đầu của cái con robot này nhá. Nó đi tới một mục tiêu nào đó nó sẽ cạp một phát nè. Ý, dừng. Dừng lại, phía trước có một bạn gái kìa. Đó. Mình không được tổn thương bạn gái đó đâu. Rồi, bà đi về hướng đây coi. Ui, cái này không biết mình cưỡi được nhiều lần không ta. Dừng lại cái. Đó, mình sẽ đi xuống nè. Leo lên được không? Ui, leo lên tiếp được luôn. Hay quá. Cái con robot này mà biết bay nữa thì thôi, mình sẽ cưỡi nó đi khám phá mỗi ngày luôn. Wow, được thiệt. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn con robot này về nhà nha. Rồi sắp tới mình muốn đi khám phá thì mình sẽ đèo nó theo. Ăn cướp hả? Robot, ăn thịt ăn cướp này đi. Ăn cướp nè. Robot của mình nè, cạo chết queo tên ăn cướp luôn các bạn ơi. Và với cả mình cưỡi con robot này á, thì mình sẽ không bị mấy tên kia đánh cận chiến nữa, tại vì mình đứng ở trên rất là cao mà. Ui, được.
Rồi để xa xa ngôi làng, lỡ mà mấy anh dân làng đi gần thì cũng không có bị con robot này làm hại á. Ê ê ê, đằng này có một tên ăn cướp nè, đằng này có siêu anh hùng Red Hood. Người dám chống hả? Dám ăn cướp gần ngôi làng của ta, đâu rồi? Mới thấy mất tiêu rồi ta. Mới thấy tên cướp mặc đồ cam đã mất tiêu rồi. Chạy nhanh đấy. Ui ui ui, đây 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 đây. Chạy nhanh đấy anh bạn. Ơ à, con này. Con này, mũi mà đồ chích inox hả? À mà quên, giờ mình đâu phải inox nữa đâu. Giờ mình là Red Hood rồi, hết phải là người sắt rồi các bạn ơi. Ý, đây cái gì? À bé ngựa. Ui, đằng kia là bác dân làng. Ý, mà sao bác dân làng này bị mất máu ta? Chết rồi, bác dân làng này làm gì bị mất máu nè? Ừ, mình cũng chưa có đủ đồ để làm cái ba lô dân làng để ủng hộ bác nữa. Bác đó đi làm mà ba lô dạo các bạn ơi. Để khi nào mình có đủ rồi thì mình sẽ ủng hộ bác đó nhá. Rồi giờ thì mình sẽ trở về nhà để dọn dẹp lại đồ cái đã. Quá trời bừa bộn rồi nè. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình có vẻ khá là may mắn khi mà nhặt được một cái nhẫn của The Flash nè. Và có thể biến hình thành The Flash ngay lập tức nếu như không mặc thứ gì trên người. Và mình sẽ nghiên cứu xem cái kỹ năng của The Flash này sẽ dùng như thế nào nhá. Rồi có gì thời gian sắp tới thì mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Bên cạnh đó thì mình còn làm thêm được một bộ giáp của siêu anh hùng nữa, đó chính là Red Hood. Khi mình mặc full vào thì nó sẽ cho mình khá giáp. Và sức phòng thủ của bộ giáp này cũng không đến mức tệ đâu. Còn cho thêm sức mạnh nè, giúp mình có thể chiến đấu tốt hơn. Và cái steel này mình cũng chưa rõ nó công dụng gì nữa, để mình sẽ từ từ tìm hiểu. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.